Qua cái sản xuất của vụ đông xuân năm 2022 và năm 2023, thì do cái thời tiết theo cái lịch thời vụ chỉ đạo của tỉnh, vì khi mà xả xuống gì có gặp mưa lũ, do đó hiện nay thì nhiều vùng thì cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là bị xói mòn, bào trôi, do đó nhân dân hiện nay đang tập trung là tỉa dặm. Thì trước tiên thì cái khâu làm đất cái gì nông dân là dùng máy xới, chúng ta xới diệt hết tất cả những cái cỏ dại và những cái gốc mầm lúa cũ, sau đó là ngâm nước từ 5 đến 10 ngày, dùng vôi và để bón lót để diệt trừ chỗ phèn, rồi sau đó là dùng phân chuồng trước khi xạ là từ 7 đến 10 ngày, chúng tôi bón là phân chuồng 500 kg trên một sào, lăng là 10 kg, vôi là 20 kg. Sau đó là tập trung vào gieo xạ. Khi trong lúc gieo xạ thì chúng tôi có bón lót phân NDK. Theo các nhà khoa học, so với đồng bằng sông Cửu Long, mùa mưa ở khu vực Nam Trung Bộ kết thúc muộn hơn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc xuống giống vụ đông xuân 2022-2023. Nhất là năm nay, hiện trạng thời tiết cực đoan tiếp tục xảy ra gây thiệt hại cho nhiều nơi lúa xuống giống sớm ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định, những năm trước, đến thời điểm này nông dân Bình Định đã xuống giống cho vụ đông xuân trên các chân ruộng sản xuất 3 vụ lúa một năm, chuẩn bị xuống giống các chân ruộng sản xuất 2 vụ lúa một năm. Thế nhưng năm nay, thay vì tích nước thì nhiều hồ chứa đã phải tính toán điều tiết nước qua tràn để đón mưa lớn với lưu lượng đảm bảo cắt giảm lũ cho hạ lưu. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp Bình Định đã thận trọng lùi lịch xuống giống ở các địa phương theo dự báo thời tiết, đồng thời phối hợp với các địa phương xây dựng các chương trình dự án mục tiêu phù hợp. Theo đó, lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ đông xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định với chân ruộng 3 vụ 1 năm xuống giống tập trung từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022. Chân ruộng 2 vụ 1 năm xuống giống tập trung từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 2022. Chân ruộng trũng thấp xuống giống theo hình thức nước rút tập trung gieo xạ và kết thúc trước ngày 20 tháng 1 năm 2023. Về cơ cấu giống tập trung các giống đã được công nhận như Khanh Dân đột biến, DV108, An Sinh 1399, Q5. Một số diện tích sản xuất các giống triển vọng, giống mới như Hương Châu 6, Bắc Hương 9, VNR88. Bên cạnh yếu tố thời vụ và cơ cấu giống, các địa phương cần tập trung chỉ đạo gói kỹ thuật 1-5 giảm đồng bộ, nhất là giảm lượng giống gieo xạ và tăng trưởng bón lót phân hữu cơ, sử dụng các dạng phân ure chậm tan để chống thất thoát đạm. Vì đối với cái cách bón lót, vì nếu mà chúng ta không bón lót thì cái lúa nó thiếu cái chất dinh dưỡng lúc đầu, do đó chúng tôi cũng phải cần là bón lót là một sào là 500 kg phân chuồng và 20 kg dâu và 10 kg lăng. Sau đó là khi bón lót là trước khi xạ là từ 3 đến 5 kg là phân đầu trâu, TI là được 1 được 2. Thời gian tính theo thời gian sinh trưởng của cây lúa săn dân đột biến này thì chúng tôi là thời gian sinh trưởng từ 90 đến 100 ngày. Do đó cách bón phân thì 3 lần. Lần thứ nhất là từ khi gieo xạ cho đến 10 đến 12 ngày là chúng tôi bón 7 kg trên một sào với sào trung bộ, và bón đợt hai từ 30 đến 32 ngày là chúng tôi bón là 8 kg trên một sào. Khi lúa là 40 đến 45 ngày là chúng tôi bón 7 kg trên một sào là phân 20-20-15. Rút kinh nghiệm từ vụ đông xuân 2021-2022, bắt đầu vào vụ đông xuân 2022-2023, ngành nông nghiệp các tỉnh thành Nam Trung Bộ, bao gồm tỉnh Bình Định, đã triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất, trong đó chú trọng các yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu, biến động thị trường. Để canh tác lúa vụ đông xuân 2022-2023 đạt hiệu quả, tiết giảm chi phí sản xuất, trong đó đáng kể nhất là chi phí giống, phân bón và quản lý dịch hại, mà vẫn đảm bảo năng suất, thuận lợi, lợi nhuận. Các nhà khoa học khuyến cáo bà con cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và nên áp dụng quy trình canh tác lúa thông minh, làm đất kỹ, giảm lượng giống gieo xạ,
không phun thuốc bảo vệ thực vật trước 40 ngày sau sạ, kết hợp bón phân thông minh cho ruộng lúa. Cụ thể, bón lót trước khi gieo sạ để bộ rễ lúa phát triển khỏe ngay từ đầu, bón phân chuồng hoai mục 10 tấn 1 hectare, bón phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng 1 tấn 1 hectare. Đợt 1 từ 7 đến 10 ngày sau khi gieo sạ, bón phân đầu trâu 997 trung vi lượng hoặc NPK đầu trâu 20-15 năm cộng TE, lượng bón từ 100 đến 150 kg 1 hectare. Đợt 2 từ 18 đến 22 ngày, bón phân đầu trâu 998 trung vi lượng hoặc NPK đầu trâu 20-15 năm cộng TE, lượng bón từ 100 đến 150 kg 1 hectare. Đợt 3 bón phân đón đồng, bón phân đầu trâu 999 trung vi lượng hoặc NPK đầu trâu 15 năm 20 cộng TE, lượng bón từ 100 đến 120 kg 1 hectare. Bón cho đợt 1, đợt 2 thì khi bón phân xuống thì cái sự mà hấp thụ của phân thì tạo ra trong đó nó có đạm, lân, kali nhưng mà rất tốt cho cây lúa phát triển, hấp thụ rất đúng theo liều lượng, không có sinh ra là bệnh và cây lúa rất khỏe mạnh, rễ rất dài, điện nhanh tốt. Sau đó thì dùng phân đợt 3 thì cây lúa mập to và nhiều bông. Năng suất cái gì trong mấy năm nay chúng tôi làm cái gì năng suất nó đạt từ 70 đến 15 tạ trên 1 hectare. Trong đó các sản phẩm phân bón chuyên dùng lúa như phân đầu trâu 997 trung vi lượng, 998 trung vi lượng, 999 trung vi lượng hay 20-15 năm cộng TE và 15 năm 20 cộng TE đã được nhà sản xuất nghiên cứu cải tiến bổ sung các thành phần trung vi lượng, trong đó tăng hiệu quả sử dụng phân bón với hoạt chất Agroten chứa NPTPT ngăn chặn sự mất đạm. Khi bón ở giai đoạn đầu giúp lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, tăng số bông. Bón ở giai đoạn đón đồng giúp lúa có đồng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt, tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận. Đồng thời, vi lượng kẽm thông minh SmartZin được bổ sung trong phân bón này sẽ giúp cường sức cho cây lúa, tăng khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi khắc nghiệt của thời tiết và chỉ tan khi cây cần, vì vậy sẽ hỗ trợ tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm chi phí cho nhà nông. Khi bà con áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác thông minh, trong đó có sử dụng quy trình bón phân, dòng phân bón chuyên dùng lúa, theo quy tắc 4 đúng sẽ giúp bà con thích ứng với tình hình giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao như hiện nay. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, vụ lúa đông xuân được xem là mùa vụ quan trọng nhất trong năm. Và để đạt được hiệu quả canh tác cao, giảm thiểu hư hỏng, mất giống trong vụ đông xuân 2022-2023, bà con cần linh hoạt trong sản xuất để ứng phó thiên tai, đồng thời áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật canh tác thông minh ngay từ đầu vụ. Để tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết giảm tối đa lượng vật tư đầu vào mà vẫn đảm bảo được năng suất, lợi nhuận. Và ngay sau đây, mời quý vị, mời bà con, chúng ta hãy cùng theo dõi những tư vấn chi tiết của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Chúng ta biết rồi, những cái tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ ấy, thì cái mùa mưa nó trễ hơn so với đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cái giai đoạn thời kỳ mà bà con nông dân bắt đầu xạ lúa hoặc cấy lúa thì nó lại vẫn còn có những cơn mưa. Như vậy là nếu mà xạ xong mà gặp mưa thì ảnh hưởng tới cái sinh trưởng của cây lúa, mà có khi lại phải xạ lại vì lúa không lên được do thiếu oxy, ngập nước thiếu oxy. Thế rồi bà con cũng phải nghe thời tiết để chúng ta biết là khi nào mà không có mưa thì mới xạ. Nếu xạ sau 3 ngày thì lúc mới mưa thì nó còn đỡ, nhưng mà nếu mà mưa lớn quá mà ngập thì vẫn ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây lúa. Đấy là một cái khó khăn nhất của đồng bào của những tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú Yên hay là Ninh Thuận. Thế thì trong canh tác ấy, thì bà con cũng chú ý là muốn cây lúa khỏe đấy thì bà con phải đủ là bón lót ngay, thì bón phân hữu cơ và cái NPK có tỷ lệ lân cao thì nó làm cho lúa có bộ rễ khỏe và cây sớm sinh trưởng nhanh. Đất đai của vùng duyên hải Nam Trung Bộ đấy thì thường nó nghèo hơn so với đồng bằng sông Long, vì cũng một ảnh hưởng của đất phù sa thì cũng hạn chế vì sông ngòi và mưa ở trên xuống thì nó ảnh hưởng tới quá trình xói mòn rửa trôi,
Thế nên bà con phải tăng cường bón phân hữu cơ khoáng để giúp cho cái đất nó có màu mỡ hơn. Vì cái này không những cỏ Việt Nam chúng ta mà còn châu Âu người ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái việc mà thoái hóa đất. Thế rồi bón thúc và 7-10 ngày đấy thì giúp cây lúa sinh trưởng khỏe hơn nữa. Thì lúc này cái lượng đạm nó thường cao hơn để giúp cho sinh trưởng, sinh khối. Thế còn giai đoạn mà đẻ nhánh 18-20 ngày ấy thì giúp cho đẻ nhánh nhiều, tập trung, có nhiều nhánh hữu hiệu. Thế còn giai đoạn mà 40-42 thì giúp cho làm đồng và nuôi hạt. Đấy là những cái mà chúng ta giúp cho canh tác lúa thông minh một cách hiệu quả hơn. Và cái này thì Bình Điền đã thử nghiệm rất nhiều nơi với cái quy trình canh tác này và những cái phân chuyên dùng cho lúa của Bình Điền. Lượng giống thì thế này, đồng bào nông dân của đồng bằng sông Cửu Long ấy thì họ đã có kinh nghiệm rồi. Bây giờ họ xạ với cái lượng rất nhỏ, thường là dưới 90 kg trên một hectare. Nhưng mà ở đồng bằng miền Trung thì vẫn cứ 100-150, thậm nơi có trên 180-200, thế nên là làm cho ảnh hưởng tới cái sinh khối với cái sinh trưởng của cây lúa. Nên bà con hãy tuân thủ theo canh tác lúa thông minh, gieo xạ đúng thì làm cho cái mật độ nó vừa bảo đảm hơn thì năng suất nó ổn định hơn và nó phù hợp hơn.